Thưa sư, xin sư hoan hỷ giải đáp. Con chưa thể chứng thần thông nên không thấy được nghiệp quả của nghiệp và kiếp trước kiếp sau. Nếu được hỏi những câu như kiếp sau có thật hay không thì thay vì nói có, con có thể nói tôi không biết, vì mình chưa tận thấy hay không, và hành động đó có phải là nhân xấu không? Con xin cảm ơn sư. Quý vị không biết, nhưng mà chúng ta có đọc kinh hay không, chúng ta có học Phật hay không, Phật có nói là có đời sau kiếp khác hay không? Nếu như chúng ta có học Phật mà chúng ta nói là chúng ta không biết, có nghĩa là mình không tin Phật. Còn khi mà chúng ta không biết là Phật có nói hay là không, có nghĩa là chúng ta cũng không học giáo lý luôn. Tức là một á, là do mình kiến thức của mình còn chưa đủ, còn chưa vững để mình có thể khẳng định. Tại vì mình không biết Phật có nói hay không, thì để khắc phục đi học giáo lý giùm sư. Cái thứ hai là mình do mình chưa tin Phật. Mà chưa tin Phật là cái này nặng nè, nó thuộc về hoài nghi tam bảo. Nó nặng á, nó thuộc về hoài nghi nghiệp và quả. À, cái hoài nghi này nếu mà mình không giải quyết á, là chết rồi, là sư e là chắc phải đốt vàng mã thôi, chứ còn mà đốt hương chắc hưởng không nổi. Cho nên là phải giải quyết cái đó nghe, phải giải quyết cái đó. Mà quý vị hỏi là hành động đó có là nhân xấu hay không, phải nói là nhân xấu đấy. Rất xấu là đằng khác. Cho nên á, là phải, một là học giáo lý, hai là mình phải học giáo lý đủ nhiều để đủ tin Phật, để có thể trả lời một cách dứt khoát.